Bồ Tát đại biểu đứng đầu có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, dịch là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Vị Bồ Tát này trí huệ rộng lớn vô cùng, tư cách cũng già nhất. Trong quá khứ, Ngài sớm đã thành Phật, hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Thành Phật rồi, Ngài ẩn lớn hiện nhỏ, hành Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh, trợ giúp Phật hoằng dương giáo hóa. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng là bốn vị đại Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù ở tại núi Ngũ Đài là đạo tràng Ngài thường hiển hiện. Thần thông diệu dụng của Ngài thật không thể nghĩ bàn. Lão Hòa Thượng Hư Vân đã từng phát nguyện đi ba bước lại một lạy, từ Nam Hải núi Phổ Đà lại đến núi Ngũ Đài cầu sự cảm ứng của Bồ Tát Văn Thù, khiến cho Ngài cũng đắc được đại trí. Lộ trình ba bước một lạy dài khoảng 5-6 ngàn dặm. Bạn nói phải lạy bao lâu mới xong? Là một đoạn thời gian rất dài. Nếu muốn biết tỉ mỉ thì hãy xem quyển Hư Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ hoặc là Hòa Truyện. Trong đó có một đoạn như thế này: tức là Ngài Hư Vân lại đến sông Hoàng Hà, thì vào lúc mùa đông tuyết xuống quá nhiều, mới tá túc cạnh bờ sông trong một cái sạp để tránh tuyết rơi. Trải qua mấy ngày, tuyết từ từ bớt dần, Ngài cũng đói rã rượi, gần như sắp chết. Lúc đó có một vị ăn mày đến, lấy cỏ che chung quanh cái sạp, nổi lửa nấu cháo gạo vàng, dâng cho hòa thượng dùng. Ăn xong thì hồi phục sức lại. Ngài Hư Vân mới hỏi vị ăn mày tên họ và từ đâu đến. Vị ăn mày nói: họ Văn tên Cát, đến từ Ngũ Đài, ai cũng đều biết tôi. Sau đó vị ăn mày này mang hành lý cho Ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân thì ba bước một lạy rất là thuận tiện. Trên đường đi, có khi vào chùa tá túc, nhưng hòa thượng trong chùa chuyên môn khinh khi vị ăn mày này, lại mắng Ngài Hư Vân: ông lễ lạy thì lễ lạy, sao còn dẫn kẻ ăn mày đi theo? Ngài Hư Vân bị người mắng chửi, còn vị ăn mày lại càng bị người mắng chửi, thậm chí không cho vị ăn mày ngủ ở trong chùa, bị đuổi ra khỏi chùa. Vị ăn mày nói với Ngài Hư Vân: từ đây còn cách núi Ngũ Đài chẳng bao xa, tôi đi về trước, ông từ từ đến. Hành lý của ông chẳng bao lâu sẽ có người mang lên núi cho ông. Quả nhiên giữa đường, Ngài Hư Vân gặp một vị quan đánh xe ngựa, giúp Ngài mang hành lý đến núi Ngũ Đài. Còn Ngài Hư Vân thì ba bước một lạy. Khi đến núi Ngũ Đài, mới hỏi các vị hòa thượng của núi Ngũ Đài: có biết một vị ăn mày tên là Văn Cát chăng? Nhưng chẳng có ai biết. Sau đó mới kể cho một vị tăng nghe, thì vị tăng chắp tay lại nói: đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Văn là Văn Thù, Cát là Diệu Cát Tường. Ngài Hư Vân lạy Bồ Tát Văn Thù, được sự cảm ứng của Bồ Tát Văn Thù đến giúp đỡ Ngài. Ngài với Bồ Tát ở chung khá lâu, nhưng cũng chẳng biết. Kết quả sau này mới biết là Bồ Tát Văn Thù hiện thánh, thế mà chẳng nhận ra. Cho nên chỗ diệu của Bồ Tát Văn Thù thật không thể nghĩ bàn. Vì chỗ diệu của Ngài nên hóa thành một kẻ ăn mày. Nếu Ngài biến thành một ông trưởng giả giàu hoặc đánh xe ngựa đến giúp đỡ hòa thượng cũng có thể, nhưng Ngài không làm như thế. Ngài cũng nguyện theo hòa thượng chịu khổ. Cho nên đó là đại trí đại huệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát rất đặc thù. Khi Ngài ra đời thì có 10 điều Cát Tường phát sinh, chẳng giống như các vị Bồ Tát khác. Bồ Tát Văn Thù là bậc đại trí huệ. Có bạn sẽ hỏi: vậy Tôn giả Xá Lợi Phất cũng là bậc đại trí huệ,
giữa Bồ Tát Giang Thù và Ngài Xá Lợi Phất có gì khác biệt? Trí huệ của Bồ Tát Giang Thù là thật trí, trí huệ đại thừa. Còn trí huệ của Tôn giả Xá Lợi Phất là quyền trí, trí huệ tiểu thừa. Sau đây là 10 điều cát tường phát sinh khi Bồ Tát Giang Thù ra đời. 1. Quang minh đầy phòng. Quang minh này sáng hơn bất cứ ánh sáng đèn gì, đại biểu đại trí huệ của Bồ Tát. 2. Cam lồ đầy sân. Cam lồ là một thứ nước bất khả tư nghị, có thể trị lành đủ thứ bệnh. Nếu ai uống được thì chẳng bị uy hiếp về khổ sinh già bệnh chết. 3. Đất giọt lên bảy báo. Bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Tại sao bảy báo giọt lên? Vì Bồ Tát Giang Thù đã tu lục độ vạn hạnh hết sức cứu kính viên mãn, cho nên Ngài đến đâu cũng đều cảm ứng châu báu từ dưới đất xuất hiện. 4. Thần thông khai mở bảo tàng. Sức đại thần thông của Bồ Tát Giang Thù khiến cho đất nứt ra mà lộ ra bảo tàng ẩn náu ở dưới đất. Đây chẳng giống đất giọt lên bảy báo như điều thứ ba ở trên. Ở đây đất nứt xé ra mà hiển lộ ra bảo tàng. 5. Gà sinh phụng hoàng. Đêm này càng chẳng tầm thường so với đêm vừa rồi ở trên. Kỳ thật gà chỉ sinh gà, nhưng vì Bồ Tát Giang Thù ra đời là việc phi thường đặc thù, cho nên trứng gà nở ra phụng hoàng. Phụng hoàng là thần của loài chim. 6. Heo sinh rồng con. Đêm cát tường này càng hi kỳ ít thấy hơn gà sinh phụng hoàng. Nếu bạn đã cảm thấy quá bất khả tư nghị thì hãy xem mấy điểm dưới đây nữa. 7. Ngựa sinh kỳ lân. Kỳ lân thân nai đuôi bò, một sừng. Ngựa mà sinh kỳ lân là điều hiếm có trên đời. 8. Bò sinh bạch trạch. Bạch trạch là tên của loài thần thú biết nói, là một loài thần thú hiếm có vô cùng mà cát tường chẳng giống bò cũng chẳng giống ngựa. 9. Thóc biến thành vàng. Các bạn nghĩ có kỳ dị chăng? Có những người cho rằng thật là quá kỳ dị cho nên không tin. Nếu bạn không tin là vì bạn chẳng minh bạch. Nếu bạn minh bạch thì chẳng có nghi vấn gì. Trước kia chắc chắn bạn chưa từng nghe qua những việc này, cho nên làm sao bạn tin được? Bất quá, thế giới này quá rộng lớn, mà những gì chúng ta thấy nghe đều có hạn, vì chúng ta chưa nghe qua những hiện tượng kỳ dị này. Khi thóc chuyển biến thành thóc bằng vàng rồi thì không thể làm vật ăn nữa, nhưng đó chỉ là số ít. 10. Voi đủ 6 ngà. Thông thường chúng ta chỉ biết voi có 2 ngà, nhưng khi Bồ Tát Giang Thù ra đời thì voi đều mọc ra 6 cái ngà. Bạn nói đó có kỳ dị chăng? Có vị cư sĩ hỏi, tại sao voi đủ 6 ngà? 6 ngà là tượng trưng cho 6 độ, tức lục độ. Voi là đại biểu cho vạn hạnh. Đó là 10 điềm cát tường hiển hiện khi Bồ Tát Giang Thù ra đời. Đó cũng là biểu hiện Ngài thuyết pháp biện tài vô ngại. Bồ Tát Giang Thù trí huệ đệ nhất trong chúng Bồ Tát, đầy đủ dũng mãnh thật trí, thuyết pháp viên dung vô ngại. Nếu như các bạn nghe được Bồ Tát Giang Thù thuyết pháp thì các bạn sẽ thấy sự giảng pháp của tôi còn thua Ngài xa lắm, vì chẳng cách chi so sánh được.